tôi tên là Học Mẫn, em là Hồ Chí Minh. Em đăng ký du học Singapore vào môn cử nhân quản trị kinh doanh. Em rất vui vì ước mơ du học em đã thành sự. Em rất cảm ơn công ty Hàng Lương và các anh chị nhân viên.